Đến Lào Cai nhất định bạn phải thưởng thức món thắng cố ngựa. Thắng cố ngựa ở Lào Cai chính là một đặc sản. Ở đây ngựa rất nhiều và được người dân chế biến thành món thắng cố với thịt ngựa, lòng ngựa, bờm ngựa rất ngon. Thịt ngựa, bờm ngựa, lòng ngựa, tiết canh ngựa ở đây được ninh với nước kỹ, nước rất ngọt, có xương ngựa và ăn kèm với những đồ nhậu như giò ngựa, thịt ngựa hấp, tiết ngựa luộc, lòng ngựa và đặc biệt là bờm ngựa. Ăn một miếng bờm ngựa rất giòn, ăn kèm với rau rất là mát. Quán ở đây rất sang trọng, lịch sự, có rất nhiều phòng riêng để tiếp khách. Bạn hãy chọn cho mình một món lẩu ngựa và giò ngựa ăn kèm rất hợp lý. Giá cả ở đây cũng rất là nhẹ nhàng, hợp lý. Và người dân địa phương đến đây ăn cũng rất là đông. Quán có rất nhiều phòng riêng để tiếp khách, có điều hòa, nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.